Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Âu Châu còn lại 30 nhà thờ rất lạ lùng mà hầu như chắc chắn bạn chưa từng thấy qua. Các giám mục Texas hoan nghênh phán quyết của Tòa án tối cao về luật phá thai. Đức Tổng giám mục Corleone nêu vấn đề vạ tuyệt thông đối với những người ủng hộ việc phá thai. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Âu Châu còn lại 30 nhà thờ rất lạ lùng mà hầu như chắc chắn bạn chưa từng thấy qua. Một nghiên cứu của tờ La Nation cho thấy ngày nay tại Âu Châu còn 30 ngôi thánh đường rất đáng kinh ngạc. Các ngôi nhà thờ này được xây dựng không cần một cây đinh nào, nhưng vẫn tồn tại sau dịch bệnh, chiến tranh và hỏa hoạn. Chúng đã xuất hiện cách đây hơn 8 thế kỷ và ngày nay chỉ còn lại 30 ngôi thánh đường như thế. Những ngôi thánh đường này tập trung ở Na Uy, có bề ngoài rất lạ lùng. Các ngôi nhà thờ này được làm bằng gỗ nhưng không có một cây đinh nào. Được coi là di sản kiến trúc và được ngưỡng mộ trên khắp thế giới vì kỹ thuật thủ công phức tạp đã được sử dụng khi xây dựng chúng. Lịch sử của lối cấu trúc này bắt đầu vào thế kỷ thứ 12, và mặc dù người ta tin rằng vào thời Hưng Thịnh đã có 2.000 ngôi thánh đường như thế rải rác ở Bắc Âu, ngày nay chỉ còn 30 ngôi đền hùng vĩ như thế còn đứng vững. Người Na Uy gọi các ngôi thánh đường này là những nhà thờ đen, Stavkirk. Kirk là nhà thờ, Stav là màu đen, vì màu đen trùm kín bên ngoài các ngôi thánh đường này. Những nhà thờ đen này có lịch sử gắn chặt với lịch sử của những người Viking có từ thời Trung Cổ. Chúng thu hút sự chú ý của công chúng bởi sự tương phản nổi bật giữa bên ngoài đen tối và bên trong tỏa sáng nhờ các tia nắng mặt trời. Na Uy là quốc gia có số lượng lớn nhất, có 28 Stavkirk và một Stavkirk nữa tồn tại ở Thụy Điển và một Stavkirk khác ở Ba Lan. Những ngôi thánh đường Kitô thời Trung Cổ này rất độc đáo vì là những tòa nhà cuối cùng trên thế giới được xây dựng bằng gỗ theo cách truyền thống. Những công trình cổ nhất có niên đại hơn 800 năm và cho thấy kỹ năng của những người thợ mộc thời đó để xây dựng các công trình lên đến 6 tầng với một ngọn tháp trên đỉnh. Cấu trúc của các ngôi thánh đường này có những đường nét giống như một ngôi chùa hay một đền thờ Ấn giáo. Cho nên, một số nhà thần học tin rằng chúng được xây dựng bởi người nước ngoài, những người đã có kiến thức và kỹ năng thủ công để thực hiện công việc đó. Họ cho rằng đã có một dòng người di cư vào thế kỷ thứ 10, ở giữa khoảng thời gian từ kỷ nguyên Viking đến thời Trung Cổ, ngay khi Na Uy hoàn toàn chuyển đổi sang Kitô giáo. Các giám mục Texas hoan nghênh phán quyết của Tòa án tối cao về luật phá thai. Các giám mục Texas đã hoan nghênh quyết định của Tòa án tối cao không ngăn chặn một đạo luật mới cấm hầu hết các vụ phá thai trong tiểu bang, mà lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Tòa án cao nhất của quốc gia cho phép duy trì một luật phò sinh trong khi các vụ kiện luật này đang được tiến hành ở các tòa án cấp thấp hơn. Chúng tôi tôn vinh mọi sinh mạng được cứu sống nhờ luật này. 20 giám mục của tiểu bang Texas cho biết trong một tuyên bố ngày 3 tháng 9, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực của những người phản đối đạo luật nhằm loại bỏ nhân tính của những đứa trẻ chưa sinh ra đời là vô cùng đáng lo ngại. Đạo luật được gọi là đạo luật nhịp tim Texas là một trong những đạo luật nghiêm ngặt nhất liên quan đến vấn đề phá thai ở Hoa Kỳ. Đạo luật cấm thủ thuật này sau khi phát hiện tim thai, có thể sớm nhất là khi thai được 6 tuần. Không có hành động từ tòa án tối cao ngăn chặn luật này sau khi nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Luật mới của Texas đã gây ra một cuộc tranh luận quốc gia. Trong tuyên bố của mình, các giám mục của Texas nhấn mạnh lập trường của các ngài rằng phá thai là xấu xa. Phá thai là một vấn đề nhân quyền. Quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống, các giám mục tuyên bố. Phá thai không phải là chăm sóc sức khỏe. Phá thai không phải là tự do. Phá thai không có giúp ích gì cho phụ nữ. Phá thai không bao giờ là câu trả lời. Nó luôn luôn là bạo lực cướp đi sinh mạng trẻ em vô tội. Chúng ta không thể quay lưng lại và nói rằng vì việc giết người diễn ra trong cơ thể của một người phụ nữ, chúng ta với tư cách là một xã hội không nên quan tâm. Khác với trường hợp ai đó bị giết ở một chốn riêng tư như một trong ngôi nhà hoặc tại một địa điểm công cộng. Tòa án tối cao vào cuối ngày 1 tháng 9 đã bỏ phiếu 5/4, tức là
năm thẩm phán đã quyết định không ngăn chặn luật này. Những vị thẩm phán này là do Tổng thống Trump bổ nhiệm, những người khác chủ yếu do Obama bổ nhiệm. Có ít nhất 12 bang khác có luật cấm phá thai sớm khi mang thai, nhưng tất cả đều bị tòa án ngăn chặn. Đạo luật nhịp tim Texas được Thống đốc Texas Greg Abbott ký vào tháng 5. Độc đáo ở chỗ, nó cấm các quan chức tiểu bang không được thực thi lệnh cấm. Thay vào đó, nó cho phép dân chúng kiện một nhà cung cấp dịch vụ phá thai hoặc bất kỳ ai đã giúp phá thai sau giới hạn và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính. Người ta dự kiến đạo luật nhịp tim Texas sẽ tạo ra một tầng lớp luật sư mới săn lùng các vụ kiện như thế. Viễn tượng bị kiện cáo lôi thôi gây rúng động cho các bác sĩ và y tá phá thai. Ngay cả trước khi họ kịp rúng động thì họ đã phải trả một số tiền bảo hiểm đột nhiên tăng cao. Chánh án John Roberts là người muốn ngăn chặn luật này, gọi là luật mới của Texas, là một mưu toan luật pháp. Ông ta nói rằng luật của Texas không chỉ không bình thường nhưng là chưa từng thấy. Hôm 20 tháng 9, ông Joe Biden, vị tổng thống công giáo thứ hai của quốc gia và là một người phò phá thai hết sức cực đoan, đã gọi quyết định của tòa án tối cao là một cuộc tấn công chưa từng có đối với các quyền hiến định của phụ nữ dưới thời Roe chống Wade và gây ra sự vi hiến ở mức hỗn loạn. Đức Tổng giám mục Cordelion nêu vấn đề vạ tuyệt thông đối với những người ủng hộ việc phá thai. Gọi phá thai là thách thức nhân quyền cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Đức Tổng giám mục Salvatore J. Cordelion đã đề cập đến biến cố ra vạ tuyệt thông đối với các nhân vật chống báng giáo huấn giáo hội vào đầu những năm 1960 như một ví dụ về phản ứng hợp pháp đối với các chính trị gia công giáo ủng hộ một tệ nạn đạo đức lớn. Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, lãnh đạo Tổng giáo phận San Francisco đã bác bỏ những tuyên bố gần đây của một số chính trị gia công giáo phò phá thai, là những người đã tố cáo luật mới của bang Texas cấm phá thai sau 6 tuần mang thai. Đức Tổng giám mục Cordelion không đề cập đến tên bất kỳ chính trị gia nào và chỉ dừng lại ở việc ủng hộ một cách tổng quát việc ra vạ tuyệt thông đối với bất kỳ chính trị gia nào ủng hộ phá thai. Tổng thống Joseph Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sống ở Tổng giáo phận San Francisco là một trong những nhà lãnh đạo chính trị công giáo đã phản đối mạnh mẽ luật Texas. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Cordelion vẽ ra một sự tương đồng giữa chính trị phá thai ngày nay và tệ nạn phân biệt chủng tộc mang tính thể chế tồn tại ở Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 20. Ngài đặc biệt nêu bật gương sáng của Đức Tổng giám mục Joseph Rummel, một nhà lãnh đạo dân quyền thẳng thắn, người đã lãnh đạo Tổng giáo phận New Orleans từ năm 1935 đến năm 1964. Đức cha Rummel đã không ở trong làn đường của mình, không giống như một số giám mục khác trong suốt lịch sử của đất nước này. Ngài không bán rẻ việc thúc đẩy công bằng chủng tộc để đổi lấy việc giữ cho giáo dân và công chúng vui vẻ với giáo hội. Thay vào đó, Ngài bắt đầu một chiến dịch lâu dài, kiên nhẫn với các tranh luận về đạo đức để thay đổi quan điểm của những người công giáo da trắng ủng hộ phân biệt chủng tộc. Chiến dịch của Đức Tổng giám mục Rummel bao gồm việc nhận hai sinh viên da đen vào chủng viện Đức Bà New Orleans vào năm 1948. 3 năm sau, Ngài ra lệnh dỡ bỏ các biển báo trắng và màu khỏi các nhà thờ công giáo trong Tổng giáo phận của mình. Năm 1953, Ngài ra lệnh chấm dứt tình trạng tách biệt trong Tổng giáo phận và Ngài chính thức tích hợp người da trắng và da màu trong các trường công giáo của New Orleans vào năm 1962. Nhiều người công giáo da trắng đã rất giận dữ và tìm cách kéo dài nguyên trạng phân biệt chủng tộc. Họ đã tổ chức các cuộc biểu tình và tẩy chay. Đức cha Rummel kiên nhẫn gửi thư kêu gọi hoán cải con tim, nhưng Ngài cũng sẵn sàng đe dọa những người chống lại giáo huấn giáo hội bằng vạ tuyệt thông. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1962, Ngài ra vạ tuyệt thông đối với một cựu thẩm phán, một nhà văn nổi tiếng và một nhà hoạt động cộng đồng theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hai trong ba người ấy sau đó đã ăn năn và qua đời như những người công giáo tốt. Điều đó có gì sai không? Đó có phải là vũ khí hóa bí tích thánh thể không? Đức Tổng giám mục Cordelion đặt câu hỏi trong bài báo.
Ngài thẳng thắn trả lời, không, Đức cha Rommel nhận ra rằng việc tuyên truyền vận động công khai cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của những nhân vật nổi tiếng này rất là tai tiếng. Nó vi phạm các giáo lý cốt lõi của Công giáo và các nguyên tắc cơ bản của công lý, đồng thời cũng xúi dục người khác phạm tội. Đức Tổng giám mục Codillon lưu ý rằng Texas đang cung cấp 100 triệu đô la để tài trợ cho các trung tâm mang thai, các cơ quan nhận con nuôi và nhà hộ sinh, đồng thời cung cấp cho các bà mẹ muốn giữ con mình những tư vấn miễn phí, trợ giúp nuôi dạy con cái, tã lót, sữa công thức và đào tạo việc làm. Bạn không thể là một người công giáo tốt mà lại ủng hộ việc mở rộng quyền giết người vô tội được chính phủ phê duyệt. Câu trả lời cho những người gặp khủng hoảng khi mang thai không phải là bạo lực, mà là tình yêu thương dành cho cả mẹ và con. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.